Mọi người ơi, vô lại giùm em với nha mọi người. Em like xíu nữa em ngủ nghe. Chiều trời em hơi khuya nhưng mà em lỡ like rồi. Kìa em đang like lỡ dở khách vô. Nó bé em nó dạy nên giờ like tiếp nha mọi người. Khổ thân. Mọi người mua ủng hộ em với nha. Mẹ bỉm sữa. Mọi người chia sẻ bài giùm em luôn với nha mọi người. Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Người ủng hộ em nhiều em cảm ơn nha. Chia sẻ bài giùm em với nha mọi người. Giờ trời khuya rồi không biết mọi người còn thức không nữa. Em like xíu rồi em ngủ nha. Mọi người chia sẻ bài giùm em với nhau mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài xíu nữa em sẽ giảm cho mọi người nghe, giảm giá cho mọi người luôn nha mọi người. Cái điện thoại em không biết vì răng nó cứ bị thoát ra khang đó đó. Với lại phần bé em nó ngủ mà nó ồn nó dậy giờ trừ không cai giữ con em phải like giờ trừ em phải like hơi khuya xíu nha. Mọi người vô ủng hộ em với nhau mọi người. Cảm ơn mọi người nè. Ok chị đó hả? Ok chị nghe. Để em thử cho chị xem. Ok, cái đầm dài tay em treo trên đó được không? Chị Phương Thảo bao nhiêu ký vậy chị ơi? Chị bao nhiêu ký, cao 1 mét mấy? Để em like cái đầm cho chị xem luôn. Chị Thảo ơi, chị cao bao nhiêu? Đợi em xíu nha. Này rất là xinh luôn này, hôm nay em xả rãi luôn cho chị này, nếu như chị lái em xả rãi luôn nha. Em còn mấy cái đầm len nữa, mấy cái áo đầm len rất là xinh luôn, áo khoác len nữa nha mọi người. Ok chị, cái này dễ thương lắm này. Len thì bao nhiêu ký mặc cũng được hết nha, rất là xinh luôn này. Xinh chưa? Mấy sáu nó cũng ngang em á, em là mấy 59 rồi đó chị. Em mấy 59 nha. Đó cực kỳ xinh. Xinh lắm này. Cái tay nó có hộp ngọc trai như thế này nha. Rất là xinh luôn này. Mão này tầm khoảng bao nhiêu ký đổ lại bảo mặc vừa? 75 ký à? Ok nha, 75 ký em có mấy cái đầm dễ thương á, để xíu like cái đầm cho chị xem. Đó, thích thì cháu con này nha. Rất là xinh luôn nha. Con này nó mới lắm luôn á. Nó len của nó, mấy cái len như thế này nè mọi người này, nhìn nè cái tắc len rất là xịn luôn nha mọi người, giặt máy giặt vô tư luôn nha. Em ôm một đống về em lái nhiều lắm luôn á, em mua về cái em thích quá em lái mới luôn. Thích thì cháu con này rất là xinh luôn nha, cái dưới nó phối bề như thế này nha, cực kỳ xinh luôn. Dạ, cái này 169.000 nha. Đầm của em bán là 169.000 nha. Rất là đẹp luôn nha. 169.000 nha, cực kỳ xinh luôn nè. Rất là xinh luôn nha. Em có mấy con áo len á, chị thích em lấy áo len cho chị xem nha. Chị Phương Thảo cực kỳ xinh luôn. 169 nha. Mọi người chia sẻ bài em giảm cho mọi người 10k nha mọi người. Em lấy cái đầm này thật, em nói thiệt mọi người nha, đầm len em lấy giá 150, vô 150 rồi nha mọi người. Em nói thiệt, em thề luôn với mọi người á, 150 em lấy vô 150 rồi, em không có lời luôn nha mọi người. Nói thiệt luôn nha. Mọi người chia sẻ bài đây, em sẽ bán cho mọi người với giá 160 nha. Em lời 10.000 like cho vui nè, like cho hết đồ thôi nha. Đó, rất là xinh luôn. Thích thì chốt giùm em con nè. Đầm con chị hả?
Cái con này chị thích không? Con này xinh lắm mà. Con này rất là xinh luôn. Con chị mặc cũng được, cực kỳ xinh luôn. Cái len này bao nhiêu ký mặc cũng được hết. Đó, để em len thêm nha, len thêm cho mọi người xem nha, len thêm cho mọi người xem nè, em len thêm đầm cho mọi người xem nha. Đó, mọi người thích thì đó cái con em đang mặc nha, 169.000 nha, cực kỳ xinh luôn nha, 169.000 rất là xinh luôn, 169.000 thôi nha. Em bán hết len là còn có mấy con với mấy, mọi người thích thì mua, mua ủng hộ em, còn không em để lại em mặc. Bởi vì cái nào em cũng thích hết. Len nhà em thì nó mới lắm luôn nha mọi người, mới cực kỳ mới luôn. Cái con này size lớn hơn nè mọi người. Cái con này thì size nó lớn hơn nha. Cái đầu của em này tập chưa? Chưa có thời gian đi làm tóc luôn nha mọi người. Này đó, con này dễ thương lắm nè. Rất là xinh luôn, con này thì size lớn hơn được nè. Con này 75 kg vô tư nha chị ơi. Xinh lắm. Cái này là sọc nha chị ơi. Len này rất là đẹp luôn nhìn. Đứng gần cho chị xem len này đó. Mọi người thấy chắc len của nó chưa? Xuất sắc chưa? Thả xuống luôn chưa? Rất là xinh luôn nha. Thích thì chó con này giùm em với nha, 169.000. Nó thiệt mọi người á, đẹp cực kỳ luôn á. Con này mua mới cũng phải 600-700.000, cực kỳ đẹp luôn. Len rất là xịn luôn nha. Hàng Korea nha, cực kỳ đẹp. Ok nha, chị chốt con này thì chị lấy số điện thoại giùm em với nha. 169.000, chị lấy số điện thoại giùm em luôn với chị nha. Lấy số điện thoại luôn giùm em với nha. Còn không chị lấy luôn thì chị em khỏi phải điện gọi chị xin nha, mệt quá. Chó con này thì lấy số điện thoại giùm em với nè. Con này là mã, mọi người lấy mã giùm em, con này là mã vàng cộng số điện thoại giùm em với nha. Sọc vàng cực kỳ xinh luôn đó. Rất là xinh luôn nha. Chị lấy con này có không? Ok chị nghe. Ok chị nghe, để em thử con khác cho chị xem nha. Em có chăn với len á chị ghê, em có một con chăn với len màu đen á. Ok chị Phương Thảo nha, em có cái con chăn với len cũng dễ thương lắm, màu đen. Màu đen nha. Màu đen đâu rồi ta? Con chăn với len đâu rồi ta? Của em đau rồi. Đợi em xíu nha chị ơi, em lên con chăn váy len cho chị xem đây. Cái con chăn váy len này nè, nó xinh lắm luôn nè, chị mua cho con chị cũng được hoặc là chị mai cũng được nha. 65 kg, con này mặc vô tư nha. Chăn váy len này là của em nha. Chăn váy len này của em nè, mặc rất là xinh luôn. Mặc với là áo áo gì cũng được hết, áo len hoặc là áo kiểu gì đó cũng được. Xinh lắm này, cái này dễ thun nha mọi người, xinh cực kỳ. Bên này có xẻ một bên như thế này nha. Đó. Rất là xinh luôn nha. Dạ cái này em bán rẻ cho chị 140 thôi nha. 140 cái con chăn váy len này á, 140 nha. Em mặc có một lần duy nhất cái này của em nè. Em mặc có một lần duy nhất chứ mấy. Mặc một lần duy nhất hồi nãy em mua 200 mấy, em nhớ được nó 200 mấy, 300 gì đó. Hàng này hàng xuất khẩu nha. Hàng xuất khẩu nha chị ơi. Hàng của cha hàng xuất khẩu gì không biết đường nữa. Đó, thế thì chó con này 140 nha. Rất là xinh luôn, có sẻ nè. Mang mốt cực kỳ xinh luôn nha. Da dài thể thao cũng xinh nữa. Hồi xưa em mang, em 65 kg á chị nha. Xưa em 65 kg luôn á. Nên mặc con này cũng được. Nói chung là dự trừ mặc vẫn còn được. Nhưng mà nó phía dưới nó hơi bị rộng. Đó, thích thì chó con này chăn váy len đó mọi người. Rất là xinh, có một con chăn váy len thôi nha. Chị nào thích thì chó con này chăn váy len này. Cực kỳ xinh luôn nha. 140 thôi. Cực kỳ xinh luôn nha. Thích thì chó con này chăn váy len 140. Chăn váy len nó dễ phối lắm. Chị Phương Thảo lái con nó luôn đi, con nó dễ phối lắm. Xinh cực kỳ luôn. Em thay ra cái áo cho chị. Dễ phối lắm. Dễ phối lắm nha mọi người. Chăn váy len nó mang gì bốt, dành dài thể thao gì cũng được. Mang dài sandal hay là cái gì cũng được hết. Nói chung là
cái con á lúc trước em thích lắm, nhưng mà em mỗi tội là em mập á, hồi xưa em mập. Cái đầm len này xinh. Dạ, để em coi thử còn cái đầm nào nữa. Em bán sạch một đầm rồi, em còn cái đầm nào nữa, em bán sạch toàn đầm rồi. Cái đầm len này không thích là chị ơi, cái đầm len này đẹp lắm. Lái đi em bán rẻ luôn cho chị này, còn không em để em mặc này nó dễ thương lắm luôn á. Cái đầm len này chị mặc đây dễ thương cực kỳ luôn, chị cũng thích hả? Chắc len cũng đẹp nữa nè, chị nhìn nè, đó, chị nhìn nè thấy chưa? Chắc len rất là đẹp luôn á, chị Phương Thảo thấy không? Thích thì lái con này luôn đi, con này đẹp lắm nè. Xinh nữa, xinh cực kỳ luôn. Thấy trơn hàng rồi còn có mấy con thôi. Đó, em thử áo cho chị xem nha. Áo chứ đầm em còn một cái này nữa thôi nè. Chị lái đi em bán rẻ cho chị con này, em lấy gió 150 luôn cho chị cho vui luôn nè. Em thề với mọi người là đầm len này em lấy, len này em lấy giá 150 ngàn, em nói thiệt, em thề với mọi người luôn á, em không nói điêu á. Em lấy 150 mình bán kiểu đó đó mọi người ơi. Đó. Chị thích mua cái áo này cho con chị này, cái áo chụp Mickey này dễ thương cực kỳ luôn nha mọi người. Ôi mọi người chia sẻ bài giùm em chứ răng mà. Cái mua bên sao mọi người đi ngủ hết trơn. Đúng rồi, giờ trừ khuya rồi em like cho vui chứ. Nè cái áo chụp Mickey này dễ thương lắm nè. Chị Phương Thảo ơi, cái này dễ thương cực kỳ nè. Cái này bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết. Dễ thương cực kỳ luôn á, xinh lắm luôn nha. Mọi người chơi mọi vô chơi mọi người thích mọi người cũng. Chị ơi cái đầm em đang mặc em không bán được, đầm em đang mặc em không bán nha. Dễ thương lắm luôn nha, cái len này cực kỳ xinh luôn á, chắc len dài dặn luôn nữa nè. Chụp Mickey này mọi người nhìn nè, đó xinh lắm luôn nha, rất là xinh luôn. Em tuyển chọn từng cái màu về nên không bao giờ có hàng xáo và hàng bị lỗi phải gì, mọi người yên tâm nha. Len nhà em rất là mới luôn, ai mua len gì sẽ biết. Rất là xinh luôn nha, thích là mua con này cho con, chị này cực kỳ xinh luôn nè. Đó xinh lắm luôn nha, rất là xinh luôn. Cháu chị mang con này 150 nha, cực kỳ xinh, khó kéo của nó này xịn vô cùng xịn luôn nha mọi người. Con là hàng hiệu không, rất là xịn luôn nha. Đó thích thì len con chụp Mickey này nha, rất là xinh luôn này mọi người nhìn này, hàng hiệu này rất là đẹp luôn nha. Có một con áo khoác cũng dễ thương lắm. Không, áo này mặc vừa hết chứ không có sợi nhỏ đâu nè. Chắc len này không bao giờ sợi nhỏ nha, áo này dễ thương lắm, con chị mặc được á, dễ thương lắm, không nhỏ đâu. Chị, em còn một con áo khoác này, em ra áo khoác cho chị xem. Nè, cái áo khoác này dễ thương lắm nè. Chị mặc hoặc là con chị mặc cũng được. Nói chung là dễ thương cực kỳ luôn. Đó, dễ thương lắm luôn nha. Nè cái tay của nó như thế này nha, dễ thương lắm, cái màu này rất là dễ thương luôn. Có cái gì cũng đẹp hết nha mọi người, xinh lắm luôn nha. Thích thì cháu con này giùm em nha. 159.000, lên 10.000 cho vui nha. Nè mọi người, 159 này, xinh chưa? Đó. Cái tà phía trước nó dài hơn tà phía sau nha mọi người, đó. Đó, con này chị Phương Thảo thích không? Con này xinh lắm luôn nè, cái tai phồng này, này dễ thương lắm. Nè cái len này mọi người nhìn len nè, mọi người thấy không? Đó. Đó, mọi người nhìn len mọi người thấy đã không? Rất là đẹp luôn nha. Em còn có mấy con len chứ không còn nhiều đâu nha mọi người ơi, em còn có mấy con len thôi. Không còn nhiều đâu. Thích thì hốt giùm em một cái. Còn không thì em để lại mặc hết. Con này em cũng thích hết. Đó. Chị Phương Thảo thích cái này không? Cái này dễ thương lắm chị Phương Thảo ơi, xinh lắm luôn nha. Cái màu của nó này, cái màu của nó là màu hồng gì ta? Dạng màu màu cam cam, hồng hồng cam cam á, cái màu rất là dễ chịu nha. Rất là xinh luôn.
cái mặt em xáo rồi mà em thấy có cũng dễ thương mà. Thích thì lên con này giùm em nha, 159.000 khoác 159, mã 1 khoác 159 nha, xinh lắm luôn, tay phòng nha mọi người, rất là lạ luôn, tay phòng rất là lạ luôn nha mọi người, tay phòng rất là lạ luôn. À mọi người ơi, em có cái này dễ thương lắm nha mọi người. Em có cái này dễ thương lắm nè. Áo dài hả chị? Dài ấm đi, chị mua mẫu khác đi. Chị mua áo dạ đi chị ơi, mua áo dạ đi. Chị Phương Thảo mua áo dạ cho con đi. Nè, em có bộ đồ này dễ thương cực kỳ luôn nha mọi người. Dễ thương lắm. Nhưng mà em mua về mặc rộng quá, em mặc không có vừa nè. Chị nào thích thì lấy cái này về mặc nha, rất là xinh luôn. Em thích kinh khủng khiếp luôn mà em mặc không vừa. Không được, chị em bán đồng đi nghe. Đồng đi em cũng thích, em để lại mặc chưa bán cũng đâu bao nhiêu tiền đâu mà bán. Để em mặc rất là nè, xinh lắm luôn nha mọi người. Có cái quần nữa nha, có cái quần nữa nha mọi người ơi. Cái bộ đồ nè mọi người, nè hàng này là hàng của Bin nha mọi người, hàng hiệu của Bin nha, rất là đẹp luôn. Cái này mọi người bao giặt máy giặt, bao giặt giặt cái gì cũng được hết nha, vô tư, không bao giờ bị trắc, bị bong nha mọi người. Nhung rất là đẹp, bảo đảm mọi người nha, bộ đồ này mọi người về xỉu luôn. Nói chung là em cũng thích nhưng mà nó rộng, hơi rộng so với em thì mọi người thấy không, rất là rộng so với em luôn, đúng kiểu style luôn, cực kỳ xinh luôn, chắc ngắt luôn nha mọi người. Có cái quần nữa nè, đó có cái quần này, cái này cái áo này á tầm khoảng 65-70kg mặc vẫn ok nha. Nếu như chị mua cho con chị cái đó, cái bộ này cũng dễ thương này, 70kg mặc vẫn ok này. Đó có cái quần nhung nữa đó mọi người thấy không, xinh cực kỳ xinh, mặc mang với giày thể thao nữa xỉu luôn á. Một bộ duy nhất, không có nhiều đâu nha, em còn một bộ duy nhất của em định giữ lại mặc mà em không vừa, cái to quá em không mặc vừa nha. Đó xinh lắm luôn nha. Đó, bạn nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha, 300k nha mọi người, 300k nha. Em mua con này cũng 350 hay 400 gì em cũng nhớ nữa, 300k nha mọi người, xinh lắm luôn nha. Hàng này hàng của Bin nha mọi người, Bin nha, hàng hiệu nha, cực kỳ xinh luôn, rất là xinh luôn nha. Đó thích thì hót cái bộ này nha, cái bộ này có một bộ duy nhất nha. Chị nào thích thì lấy con cái bộ này thì mọi người nhìn này, hàng hiệu mọi người đã thấy không, rất là xinh luôn. Cái này bộ này rất là xinh luôn, em thích kinh khủng khiếp luôn mà em mặc nó hơi to. Ok chị nghe, để em leo bước dạ cho chị xem. Cái bộ này xinh lắm, không ai lái là hả? Bộ này rất là đầy, không ai lái. Dạ này chị ơi, xinh lắm luôn nha, cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Áo này rất là xinh luôn nha. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em, còn mạc nha mọi người. Áo này mới còn mạc luôn nha. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em siêu phẩm hồng nha. Siêu phẩm hồng 250 nha mọi người. Siêu phẩm hồng 250 nha mọi người. Rất là mới luôn, dạ lông thỏ nha mọi người, cực kỳ xinh luôn. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em siêu phẩm hồng 250k nha. Siêu phẩm hồng 250k cực kỳ mới luôn nha. Siêu phẩm hồng 250k cực kỳ mới luôn. Rất là dễ thương luôn nha. 250k siêu phẩm hồng này. Có chị Phương Thảo thích cái này không, này dễ thương lắm nha. Siêu phẩm hồng 250k xuất sắc màu hồng nha mọi người. Siêu phẩm hồng 250 còn mạc luôn nè, rất là đẹp luôn nha. Rất là xinh. Này nút của nó là bọc bằng dạ luôn nha mọi người, nút bọc dạ hết nha. Rất là xinh luôn. Chị nào lá mẫu này thì comment giúp em siêu phẩm hồng 250. 250 siêu phẩm hồng 250. Siêu phẩm hồng 250 nha mọi người ơi. Em còn cái áo len này nè mọi người, có ai lái áo len này không? Áo len này dễ thương lắm nè. Em còn lái cái áo len mà size lớn lắm nhưng mà em thích để lại mặc.
đẹp kinh lắm, không có gì áo len đẹp nè. Chị nào lấy áo này thì comment giúp em áo len tay theo nha, màu bả trào rất là xinh luôn nha, em khỏi thử nha mọi người. Đó, em còn một cái áo len nha, rất là xinh luôn, màu bả trào nha, cổ ba phân như thế này nha. Đó, em bán giốn cho mọi người 150k thôi nha, 150k thôi nè. Đó, len em lái về rất là cao, 150 luôn nha mọi người. Đó, rất là xinh luôn nha mọi người, cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy mẫu này chốt giùm em tay theo nha, tay theo nha, rất là xinh luôn. Mọi người mặc với chân váy xòe kìa, hoặc là mặc quần jean đồ cũng rất là đẹp luôn nha. Chân váy quần jean gì cũng đẹp nên rất là xinh nha, màu bả trào nha, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy mẫu đó thì chốt giùm em, chốt giùm em tay theo nha, tay theo cộng số điện thoại nha. Vừa nha chị ơi, vừa. Vừa chị Phương Thảo nha, dễ thương lắm. Chị đang hỏi áo dạ cũng vừa mờ, cái áo len cũng vừa nha. Áo dạ, áo len gì cũng vừa hết nha. Dạ áo len gì cũng vừa hết. Nói chung là vừa. Xinh, xinh ơi là xinh luôn. Em có một cái áo măng tô màu vàng của Zara nha mọi người. Áo măng tô màu vàng của Zara này. Xinh lắm luôn nè. Con chị mặc vừa hai cái đó luôn á, chị thích cái nào thì len cái đó cho em. Nè cái áo măng tô màu vàng này là mặc với quần jean là xỉu luôn nha mọi người, xuất sắc luôn nha. Chốt giùm em mã vàng nha mọi người, vàng tổng số điện thoại nha. Bán rẻ cho mọi người 150 luôn nè, rất là xinh luôn nha, 150k. Măng tô màu vàng nha, cực kỳ xinh, hàng Zara nha mọi người, xuất sắc luôn. Đó. Vàng nha mọi người ơi, xuất sắc luôn chưa? Chị Phương Thảo lấy cái đó cho con, chị đi áo len á, áo len hoặc là áo da lọc, áo dạ nó cũng đẹp nữa. Em len toàn siêu phẩm cho mọi người luôn á. Mọi người len hốt lại đi, em vài cuối tuần em về quê rồi em không làm nữa, em không bán nữa đâu, em xả hết hàng luôn. Đó, chị nào thích mẫu nào thì chốt lại mẫu đó nghe. Em có thời gian like luôn á mọi người ơi. Còn em mới ngủ em like liền cho mọi người xem luôn á. Chị thật sự luôn á. Không có thời gian làm luôn mọi người. Không có thời gian để làm luôn. Không có thời gian làm luôn chứ không phải là không muốn làm. Không biết làm mà là không có thời gian để làm. Áo dạ chị, áo dạ màu tối à. Có một con muối tiêu màu tối 70kg mặc ok nha. Đợi em xí nha. Màu con này siêu xuất sắc luôn nè mọi người. Con dạ này siêu xuất sắc luôn nha. Nè chị không, con chị mua mấy màu này cho nó mặc hả? Màu này dễ thương lắm nè. Con này nó mắc hơn con hồng kia nha. Con này là siêu phẩm da dạ bông nha mọi người. Con này là siêu phẩm dạ bông nha. Con này em bán với giá 300, còn 280k thôi. Mấy bữa em bán 350 nha. Đó, hôm nay em sale còn 280k, rất là xinh luôn. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em 280 cộng số điện thoại giùm em nha. 280 cộng số điện thoại này cực kỳ xinh luôn, xuất sắc luôn nha. 280 cộng số điện thoại nha, cực kỳ xinh luôn. 280 cộng số điện thoại nha, rất là xinh luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn, 280 cộng số điện thoại này. Xinh lắm luôn nha. 280 cộng số điện thoại nha mọi người. Chị nào lát mỗi ngày thì chốt giùm em 280 cộng số điện thoại này. Xỉu luôn nha. Cộng số điện thoại của con đỏ, cái con màu hồng nó xinh lắm luôn nha. Đó, con màu đỏ này cũng xinh nè. Đó, chị Thảo thích cái nào thì lên cái mẫu đó nha. Em lên toàn size lớn cho chị luôn nè. Size lớn con chị mặc vừa hết nha. Đó, cái màu đỏ này cũng dễ thương nè. Chị nào lấy mẫu nào thì chốt giùm em 150 cộng số điện thoại, 150k giả ép nha mọi người. Một, em bán toàn giả ép cho mọi người luôn. 150k cộng số điện thoại giùm em màu đỏ nha. 150 màu đỏ cộng số điện thoại giùm em nha, cực kỳ xinh luôn, cái này size lớn nha. Đó, 150 cộng số điện thoại nha, xinh lắm luôn nha. Tại do em ốm em mặc nó hơi rộng, nhưng mà mọi người ai mà mặc vừa nó vừa bạn nó đẹp lắm nha. Đó, rất là xinh luôn. Chị nào lấy mẫu này thì chốt giùm em đỏ cộng số điện thoại nha. Đỏ 150 cộng số điện thoại giùm em nha.
đỏ 150 cộng số điện thoại giùm em với nha. Đỏ 150 cộng số điện thoại giùm em với nha. Đỏ 150 cộng số điện thoại nha mọi người. Đỏ 150 cộng số điện thoại. Chị ơi, chị thích phao không? Em có phao này, chị thích phao, em lên phao cho chị xem nè. Em có phao nữa nè. Nè, màu tối là chị nè. Màu tối nha, một con mà búi tiêu nè. Sang chẳng cực kỳ luôn, mà búi tiêu này tay phay da thật nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn nha, màu tối đây. Màu búi tiêu nè. Con này bình thường bán 250, hôm nay em sale cho chị còn 200k nè. Chị nào lấy mẫu này chốt giùm em 200k nha. Nè, nó mới kinh khủng khiếp, cho em đứng gần cho mọi người xem nè. Đó, cái màu muối tiêu của nó mới cực kỳ mới luôn nha. Tay pha da thật nha mọi người. Da thật chứ không phải da mọi người giặt vô tư, không bị bong, bị rách, bị đồ gì hết nha. Đó, mọi người nhìn cái da của nó này mềm, chứ da mềm nữa nha. Rất là đẹp luôn. Chị Thảo thích cái này không? Cái này đẹp nè chị Thảo. 70kg, 72kg mặc ok nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Chị nào lá mặt này thì chốt giùm em muối tiêu cộng số điện thoại nha. Muối tiêu 200 cộng số điện thoại này, cực kỳ đẹp luôn nha. Muối tiêu 200 cộng số điện thoại này. Đó, cái này đẹp lắm luôn nha. Mọi người nhìn nè. Nó mới lắm luôn. Nhận hàng về mà mấy cái mẫu này mà không mới, mọi người trả hàng lại em cũng được. Em bảo đảm mọi người, nó mới khủng khiếp như vậy đó. Đó, đứng gần cho mọi người xem đó nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Chốt giùm em muối tiêu cộng số điện thoại nha. Xinh cực kỳ luôn. 200k chị, 200k nó mới lắm luôn á, mới thiếu cái mạc nữa thôi nha mọi người, xuất sắc luôn, thiếu một cái mạc nữa thôi nha, đẹp xuất sắc luôn mọi người, nhìn cái nút của nó này đó, thấy chưa? Hà tiền nào của nái á, không có, có, hình như trong đây có một cái túi mà chưa mổ luôn nha mọi người, có túi nhưng mà chưa có mổ túi luôn nha, thiệt sự là nó rất là mới luôn á. Kinh khủng khiếp chưa? Đó, chị Thảo thích cái này không? Cái này 200k nha. Bình thường em bán 250 á, em xe cho chị còn 200 nè. Thích thì em lấy cái này luôn nha. Tay pha da thật luôn nha mọi người. Da mềm, mềm mại chứ không phải da cứng nè. Đó, mọi người nhìn nè. Thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Chị Thảo lấy cái này không? Cái này đẹp lắm. 150 gì vậy chị? Chị 200k, em không bớt được đâu, em bớt được, em bớt rồi nha. 200k của em nha. Có 200k nha mọi người, nó mới thì em lấy 200k chứ em bán. Em bán ra có sữa cho con em uống. Con em uống. Dạ không được chị Thảo nha, chị thông cảm giùm em, hàng mới không được nha chị ơi. Em lấy về giá đã cao rồi, em không bán rẻ cho mấy chị được đâu. Cái nào nó hơi cũ xí em bán giá thấp rồi mọi người kìa. Nên mấy cái cao, mấy cái mờ mãi là em không bán giá thấp được cho mọi người. Mọi người yên tâm đi. Chị Phương Thảo thích thì lấy mã 200 cộng số điện thoại 200 giùm em chứ không có 100. Thông cảm giùm em với. Tiền nào của nấy thôi. Màu cái xám này rất là xinh luôn nè chị ơi. Sáng này cực kỳ xinh luôn. Ui. Cái sáng này rất là xinh luôn nha. Cái sáng này. Dạ. Cái sáng này xinh lắm nè. Đợi em xí đi thôi. Chia sẻ bài giùm em với, bán cho vui mọi người. Dạ, cái sáng này từ từ rồi em xí thôi nha. Xí thôi. Nè, cái sáng này rất là xinh luôn nha. Nhưng mà size này tầm khoảng 50-55-56kg độ lại mặc vừa thôi nha. 50-55-56kg thôi.
Cái này nếu như chị mặc thì được nè. Dạ có, cái sám này có mũ luôn nha, xinh cực kỳ nè, em nhìn nó, chị thấy không, mới cực kỳ luôn. Cái mũ này là dạ nhung nha chị ơi, dạ nhung hoàn toàn rất là mới luôn. Đó. Xinh lắm luôn nha, đó rất là xinh luôn. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em màu 80 cộng số điện thoại mới khủng khiếp. Màu 80 cộng số điện thoại nha, mới cực kỳ mới luôn. Màu 80 cộng số điện thoại nha. Đó. Mọi người nhìn giá mà mọi người mua đồ á, nếu như mà cái con nào em bán 100k, 120, 150, đương nhiên nó phải thua mấy cái con mà em bán giá cao, bởi vì rằng mọi người nhận tiền nào của nái, dù trừ ai cũng thích mặc đẹp, không ai thích mặc xáo, không ai thích mặc đồ cũ nữa. Dạ cái này 180k. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em màu 80 cộng số điện thoại nha. Màu 80 cộng số điện thoại xuất sắc luôn nha. Màu con xám này rất là xinh luôn, có mũ nha, rất là đẹp luôn. Màu 80 cộng số điện thoại. Màu 80 cộng số điện thoại. Cái con này em dạ của em á mọi người kìa, em lựa trên livestream á, từng cái một em bán, em lấy số lượng lớn, chứ không phải là em ầm xì lùm là em lựa nguyên cái kiện về á, toàn là đồ rách hoặc là toàn là đồ cũ là em không bán được nha mọi người. Mọi người thông cảm giùm em nha, em bán giá. Khổ. Chị ơi, không được chị ơi, 180 nha chị ơi. Được là em đã chốt con kia cho chị rồi. Được là em đã chốt con kia cho mọi người rồi nha. Mọi người được cơ. Trả giá cho em, tội nghiệp em nha mọi người ơi. Tội nghiệp em nha mọi người. Tội nghiệp em nha mọi người ơi. Được thì mọi người chốt giúp em chứ mọi người. Khổ. Không được chị nha. Nè một con màu hồng rất là xinh luôn nè. Cái con nó 180k nha mọi người. Nè một con màu hồng nha. Một hồng nha. Một em màu hồng này là vest phun sung nha. Vest phun sung nha. 54kg độ lạ mặt vừa một em màu hồng. 54kg độ lạ mặt vừa màu hồng nha. Rất là xinh luôn. 54kg độ lạ màu hồng. Hồng cánh sen nha. Cực kỳ trắng da luôn. 54kg độ lạ mặt vừa nha. Chốt giùm em mã hồng nè mọi người. Chốt giùm em mã hồng nha. 54kg độ lạ mặt vừa mã hồng 180k. 54kg độ lạ mặt vừa chốt giùm em mã hồng 180k, rất là xinh luôn. Đó, mới cực kỳ. 180. Xinh chưa? 180, 54kg độ lạ nha mọi người. 180. 180 con xám phải không chị Phương Thảo? Con xám nó đẹp lắm, em bảo đảm với chị luôn á, mua về chị không bao giờ hối hận luôn á. Con xám phải không chị ơi? Được lấy thì alo em đi. Khổ thằng. Em có nhân vái dễ thương lắm nè. Tự nhiên lao lao em khùng. Này cái nhân vái này nè mọi người, nhân vái này dễ thương cực kỳ luôn nha. Nhân vái này dễ thương cực kỳ nè. Rất là dễ thương luôn. Dạ ok chị nha. Ok chị, con sáng của chị nha. Cái nhân vái này dễ thương lắm nè. Nhưng mà cái size này á là khoảng size M nha mọi người. Ai mặc size M thì lấy con nhân vái này thì rất là dễ thương luôn. Em bán rẻ cho mọi người 100k nè. Chưa mặc lần mua hết luôn nha mọi người. Màu trắng này dễ thương lắm nè. Cái này mọi người mặc công sở hoặc là mặc đi chơi cũng dễ thương nữa. Em mặc không vừa hơi rộng á, em thanh lý lại một. Em chưa mặc lần nào nha mọi người. Chưa mặc lần nào luôn á, hàng thiết kế nha mọi người. Rất là đẹp luôn nha. Em thanh lý cho mọi người 100k thôi, bán rẻ cho mọi người cho vui nha. 100k này mọi người nhìn này rất là đẹp luôn nha. Hàng thiết kế nha. Xinh lắm luôn nha, 100k. Ai thích thì lái nha. Ai thích thì lái con đó nha, rất là xinh luôn. Ok chị nghe, đang lấy áo phao đây. Một phao màu trắng nha mọi người. Con phao màu trắng này cũng xinh lắm luôn nè. Con phao này cũng xinh lắm nè. Con phao này cũng xinh lắm nè. Cái này size cũng lớn nha. Size này cũng lớn nha mọi người. Có mũ lông nha, rất là xinh luôn. Form cũng không ngắn, form này cũng dễ thương lắm. Đó, rất là xinh luôn nha mọi người. Có mũ lông nè mọi người, xuất sắc chưa?
chị nào lá mẫu, chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em phao nha mọi người, phao nha, cực kỳ xinh luôn đó. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em phao nè, phao rất là xinh luôn nha. Phao em cũng bán mấy bữa em bán 250 phao á mọi người, nhưng mà giờ trời em bán cho mọi người với giá 200 thôi cũng được, 200k thôi nha mọi người, 200k này con phao này nè mọi người, xuất sắc luôn nè. Phao trắng này xinh lắm nè. Đó, mọi người thích thì chốt giùm em con trắng này 200 nha, con phao này 200k có mũ lông dài, dài ten gối như thế này nha, rất là xinh luôn nha. Đó. Con phao này xinh lắm luôn. Thích thì chốt con phao này nha, 200k nha. 200k nè. 200k nè. Nếu như mà chị Phương Thảo lấy em bớt chị 20 nữa luôn chẳng vui, thì 180 thôi. Bán cho vui luôn nha mọi người. Hết lời luôn nha mọi người. Đó. Nếu như khách mua có đơn thì bán 180 cho mọi người cho vui thôi nha. Còn không thì 200 thì. Con màu đen này nè cũng size lớn luôn nha. Đó. Con màu đen này cũng size lớn luôn nha. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em phao đen nha. Phao đen nha. Phao đen nha, đó, rất là xinh luôn. Mã phao đen. Xinh lắm luôn nha. Phao đen này. Em có một con phao tuyệt phẩm luôn mờ thôi để mặt. Này rất là xinh luôn nha, phao đen. Đó, chị Phương Thảo thích mang phao này không? Phao này dễ thương lắm, mấy cái foam này nó nhẹ. Này là phao lông vũ ấy nha, 75kg hả, chắc vừa đó, cái này to lắm, 75kg luôn hả. Chị mua cho con chị hả, mua cho ai nè, to lắm luôn nha mọi người ơi, chắc vừa đó, to lắm, cái này to lắm. Con cắn thì nhỏ hơn xí, con đen này to hơn. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em đen, còn số điện thoại con này to vừa đó chị, đẹp lắm luôn á. Nè, mọi người nhìn nè, cái lông của nó này xuất sắc chưa. Cái này có hai lớp nghe, một cái khuy kéo, một cái khuy hoài dài như thế này nha. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em phao 200k nha, màu đen nha. 200k màu đen, xinh cực kỳ xinh luôn. Chị Thảo thích cái này không? Này dễ thương lắm chị Thảo. Cái này phao này mặc ra đường thì khỏi phải nói luôn, xuất sắc luôn nha. Phao đen nha mọi người. Nè, hàng hiệu luôn nha mọi người. Hàng hiệu này mọi người thấy không? Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em phao đen nha. Phao đen cộng số điện thoại đó. Phao đen cộng số điện thoại. Lá mẫu này thì chốt giùm em phao đen cộng số điện thoại. Chị ơi, em có cái phao không vừa, vừa đó, to lắm. Cái nó to lắm. Con chị đấy 1m65 luôn mà ra không vừa được. Con chị không vừa hả? To mà, em thấy to được đúng mà. Cái này có size không ta? Không có size, free size nhưng mà em thấy to lắm luôn á. Con này free size nhưng mà cái này to mà. To mà. Dạ 75kg. To mà, con này to mà. Nè. Ừ. Nè, rất là to luôn nha. To, cực kỳ to luôn á. To lắm luôn á. Nè, em có con đi nhưng mà nó hơi mắc tiền nha, em nói trước nha. Con này chị nào thích thì chốt thì em 500k mới bán, bởi vì em định lấy để lại mang nha. Con này nè. Mà thôi để lại mang rất đi. Tự nhiên. Nè, con này hàng hiệu nha mọi người ơi, xuất sắc luôn, để lại mang rất đi. Em định em ưng quá đi mờ tự nhiên. Tự nhiên khách chốt. Bữa trước có khách chốt rồi kìa, mà em đem lôi lại em bán lại em lôi lại mang. Thiệt tình á, tự nhiên mình cứ đem ra. Đó, cái này đẹp lắm luôn. Đó. Mới ra một con màu tím xuất sắc cho mọi người. Con màu tím nó không xuất sắc bằng con này dễ thương thôi.
Nên mọi người nhìn này đó, có đầm có đít đó, mạ vàng toàn bộ nha mọi người, nhìn thấy chưa, đã không? Có túi như thế này nha, có túi phía dưới này, có túi phía trên như thế này nữa nè. Đó mọi người nhìn này, đó thấy chưa, đã không? Này có khóa kéo phía trong nữa nhỉ. Xuất sắc lắm nha, hàng hiệu nha. Đó, chị nào thích con này thì cháu thì mang 500k nó bán, còn anh để em mặc nha. 500k. Cái này size lớn mặc thì vô tư nhưng mà thôi để lại. Em cũng muốn cái mấy, nhưng mà em thích con này quá, em chắc lên. Em thích quá thì em phải để lại mặc. Mặc dù nó rộng nó chặt gì kệ nó, cũng không quan tâm. Con này phao reo nha mọi người, con này là phao lông vũ nha mọi người ơi. Đó, màu reo nha, cũng xinh lắm luôn. Nhưng mà cái này size nhỏ, cái lúc nãy size to nhưng mà cái này size nhỏ hơn nè. Chị nào lấy mẫu này thì cháu dùm em mã reo nha mọi người, mã reo nha. Mã reo nha, 58kg đồ lại mặc vừa, mã reo dùm em nè. 58kg đồ lại mặc vừa, cháu dùm em mã reo nha. 58kg được lại mặc vừa, cháu kìm em mã reo nha, xuất sắc luôn. 58kg được lại mặc vừa, cháu kìm em mã reo. 58kg được lại mặc vừa, cháu kìm em mã reo nha, xinh chưa. 58kg được lại mặc vừa, cháu kìm em mã reo nha, xuất sắc luôn. Mã reo nha mọi người, 58kg mã reo, cực kỳ xinh, pha lông vũ nha mọi người. Pha lông vũ nha, hoa lông vũ nha. Hoa lên tiếp áo dạ mọi người nha, lên tiếp áo dạ này, áo dạ này, mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người. Ra không chia sẻ được rồi. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em like luôn với em, like xíu nữa đi mọi người. Mới 12 giờ mà em chia like xíu xíu nữa, ngủ đi thì em cũng ngủ được. Mình chạy quên rồi mọi người ơi, không thể chia sẻ được nữa mọi người ơi, chia sẻ bài. Chị Phương Thảo có đó không? Chị Phương Thảo chia sẻ bài giùm em, chị Phương Thảo ơi. Chia sẻ cho em like xíu nữa cho nó vui đi. Em bị chặn hết rồi. Em hạn. Chia sẻ bài giùm em với. Chị Phương Thảo ơi, chị chia sẻ bài giùm em với. Thì con dạ này xuất sắc lắm nha mọi người, con dạ nhung này nha, con dạ nhung này nè, rất là đẹp luôn. Con dạ nhung này là 250k nha, dạ nhung này 400k luôn, em xem còn 250k cũng nhanh, em cũng nghỉ Tết luôn. Đẹp lắm luôn nha mọi người, xuất sắc luôn nha, sang chảnh, cực kỳ sang chảnh nha. Chị nào mấy sáu thì mang rất là đẹp luôn nha mọi người. Chị nào mà mấy sáu thì hốt con này mà em nha, con này đẹp xuất sắc luôn. Xinh chưa? Em mặc nó hơi bị rộng kìa, xuất sắc luôn. Đó, chị nào mà mấy sáu, con này dạ nhung nha mọi người. Cái màu này là màu be mọi người. Màu này là màu dạng màu gì ta, màu kem đó mọi người kìa, rất là xinh luôn nha, sang lắm, con này rất là sang luôn. Chị nào tầm khoảng 56-57kg thì lấy con này nha, 56-57kg đã mua con này nha, 56-57 không, chị nào tầm khoảng 60kg cũng dùng con này á, rất là đẹp luôn. Dao động tầm khoảng 52-60kg nha, 52-60kg mua con này nha mọi người, rất là xinh luôn nha, 52-60kg nha. Con này cực kỳ xinh luôn. Cháu dùm em ở 250 cộng số điện thoại nha, 250 một con hàng hiệu.
phao em thấy rồi, phao hết trơn rồi. Da lộn được không chị ơi, da lộn được không, phao hết mất rồi da lộn nha, phao em còn có mấy con như đứa thôi, hết rồi da lộn được không. Thì cái con này xinh lắm luôn nè, 250k nha mọi người, xuất sắc luôn. Con này đẹp lắm. Mới lắm, hàng hiệu nha mọi người, con này hàng hiệu nha. Hàng hiệu của Osai gì đó, rất là đẹp luôn. Hàng hiệu nha. Con này hàng hiệu nha mọi người. Chị thích da lộn không? Em lên da lộn cho chị xem hỉ. Thấy mắt kia rồi. Con dạ này này không biết con gì mặc vừa không, cái con dạ này cũng đẹp lắm luôn nè, con dạ này này đẹp xuất sắc luôn á, chắc vừa, con dạ này chắc vừa đó, đẹp lắm nè con dạ này nè chị, con dạ này đẹp lắm nè, đó đẹp kinh không, xinh lắm nè con chị chắc vừa cái này đó, cái này sang lắm, to đùng mà cái này xinh lắm luôn á, xinh lắm luôn nha mọi người, con này xinh lắm luôn á. Con dạ này đẹp nè, rất là to luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lá mẫu này thì chốt giùm em dạ này nha. Dạ này em bán rẻ cho mọi người 220 thôi nha mọi người, mới lắm luôn nha. 220 này nó mới khủng khiếp luôn này, đứng gần cho mọi người xem đó. 75 kg vừa. Vừa đó, con này vừa luôn. To đùng mà. 220 thôi chị nha, 220 này nó mới lắm luôn á. 220 nha mọi người. Dáng dài nha mọi người, con dài nè, rất là xinh luôn, cũng không dài lắm đâu, cũng cũng trai mắt cá nha, con chị mặc trai mắt cá đó, ốc quay lọc trên người gối, trai mắt cá trên người gối nha, xinh lắm, con này xinh cực kỳ. 200 khổ thằng, 220 thôi, 200 cũng được, 200 cũng được, tốt cho chị con này đất đi, 200 nha, thích thì em chốt con này nha chị, 200. Ai bị điên hả ta, làm gì trời, thích thì em chốt cho chị con này 200 nha, được thì ok giùm em nha, ok mà em được. Ok chị nghe, ok chị nghe. Ok chị nghe. Ok chị nghe, chị ơi chị muốn xem. Dạ ok chị có xuống xem áo dài gì nữa không? Chị có xem áo dài hay áo gì nữa không? Chị Thảo ơi, chị có xem áo dạ gì nữa không?
Dạ con, hàng đẹp nhiều lắm. Hàng đẹp nhiều lắm, có một răng. Vì từ con em dạy mất tiêu rồi nè. Chị ngó nè. Con em nó dạy mất rồi, không biết răng em like cho chị được nữa. Chị đợi em CC nữa được không? Chị đợi em CC nữa hỉ. Đợi em CC nữa em cho ngủ cái em. Em vô lại cho chị nghe. Em vô lại cho chị xem được không? Dạ. Khổ thân. Dạ. Dạ thôi ngày mai nghe chị ấy Facebook em đi, ấy Facebook em rồi ngày mai em like chị xem nha. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Thảo nghe. Em cảm ơn chị Thảo nghe. Em cảm ơn chị Thảo nghe, ngày mai có gì chị ấy Facebook em đi rồi ngày mai em like chị xem nha. Thôi em chúc chị, dạ em chúc chị ngủ ngon nha. Bye bye chị. À bye 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 cô đi. Dạ, em cảm ơn chị.